Kính đại chúng, ở trong Phật giáo khi mà mình tu tập á, mà cái pháp tu mà quan trọng nhất mà giúp cho tâm mình định tĩnh dễ dàng nhất đó là mình tu thiền. Thiền á được dịch là tư duy tu. Tư duy tu tức là mình tu bằng cái sự quán chiếu soi xét của mình. Còn nói về cái hình thức tu, mình ngồi để mình tĩnh tâm và là ngồi thiền. Mình đứng yên cũng là đứng thiền. Mình nằm xuống mình ngủ trong cái tĩnh lặng, không có mộng mị, không có suy nghĩ lung tung, là ngủ thiền hay là nằm thiền. Còn mình đi gọi là đi thiền. Đi thiền gọi là đi thiền hành. Thiền hành là gì? Là một hình thức đi bộ. Nhưng mà đi bộ không phải đi ngơ ngơ, mà đi bằng tất cả ý thức rõ ràng của mình, chứ gọi là kinh hành. Kinh là gì? Là trải qua. Hành là mình đi. Mình đi nhưng mà đi trong cái tỉnh giác, đi trong cái ý thức rõ ràng. Cho nên mình có một phương pháp thiền nữa là thiền hành và là đi thiền. Cho nên ví dụ mỗi tuần mình về chùa mình ngồi thiền, sau đó rồi mình thay vì mình vừa đứng dậy mình ngồi xuống thêm 1 tiếng rưỡi nữa thì nó nhiều quá, thì bắt đầu mình tập mình đi một vòng. Thì cái cách mình đi á là mình vẫn phối hợp cái hơi thở của mình chung với cái bước chân của mình. Như hồi nãy mình ngồi, mình ý thức rất là rõ, thở vào biết, thở ra biết. Hay là mình nói thở vào khỏe, thở ra nhẹ. Khi mà mình thiền là mình phải có cái đối tượng để tâm mình nó chú ý vào đó, thì không còn nghĩ chuyện khác nữa. Cho nên gọi là tư duy tu. Tư duy tu tức là mình luôn luôn suy nghĩ. Thí dụ bây giờ mình bưng một cái khay, mà bây giờ trên cái khay đó nó nhiều cái thứ mà mình có thể mình sơ ý là mình ngã liền, đổ bể liền. Thì trước khi mình bưng cái đó đi xuống cầu thang thì mình sắp xếp làm sao cho tất cả ly chén trong cái mâm đó nó được vững, để khi mình đi bước xuống không có té đổ. Hoặc là lỡ mình nhúc nhích là cái ly nó ngã liền, hay là cái bình nó ngã liền, thì mình sắp xếp như thế nào để mình đi mà không ngã. Trước khi bưng cái mâm đó có suy nghĩ, cái đó gọi là tư duy tu, là tu thiện. Phải không? Hoặc là mình trước khi mình làm cái việc đó, mình suy nghĩ sao mà nó tiện lợi, mà không phải tốn kém, không phải mất thì giờ. Cái đó gọi là tư duy tu, và cái đó gọi là tu thiền. Vậy thì thiền không phải là ngồi ở trên tòa cụ, ở trên bồ đoàn. Dĩ nhiên hình thức tu tập là vậy, nhưng mà rộng ra nữa thì hằng ngày mỗi việc chúng ta làm, chúng ta có quán chiếu, có suy tư, thì cái đó để làm chi? Giảm phiền não khổ đau cho mình, giảm phiền não khổ đau cho người khác.
Hồi nãy mình ngồi thì mình thở, bây giờ mình đứng dậy mình đi mình cũng thở, nhưng bây giờ phối hợp hơi thở với bước chân. Cho nên đi kinh hành ở trong chánh điện á, ví dụ mình đi trong chánh điện thì một là tay mình chấp hai tay lại, hai là mình xuôi xuống, nhưng mà mình để ý xuống cái bước chân. Thí dụ mình đi trái phải, trái phải, cái tâm ý mình rõ từng cái bước chân của mình đi. Lâu nay mình đi mà mình không biết, lật đật nhiều khi đây tới đó mà đi có hai ba bước mà té. Tại vì sao? Đi không có chánh niệm, phải không? Thành ra bây giờ mình đi là mình phối hợp nhiều cách lắm, niệm Phật, hơi thở, hoặc là gọi cái tên bước chân. Ví dụ mình niệm Phật nè, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Bây giờ mình đếm nè, 1 2, rồi 1 rồi 2, rồi bây giờ mình hơi thở nè, hít vào thở ra, đi theo hơi thở của mình. Tập đi như vậy. Ở nhà mình á, mình có cái phòng khách á, mình tập đi như vậy. Mùa hè trời mát, mình ra ngoài vườn mình đi như vậy. Hồi xưa Pháp Hòa nhớ Hòa Thượng Hộ Giác á, sáng nào ngày cũng đi bộ. Thì có một năm đó, tổ chức một cái lễ dòng của mùa đông, tháng 12, tổ chức ở cái vùng Alberta của mình. Thì quý vị biết là Calgary với Edmonton cũng giống nhau. Cái lễ đó lần đó tổ chức ở chùa Bát Nhã thì đâu có chu vi lớn đâu. Ở phía sau lưng tượng Phật chùa Bát Nhã nó có cái ho một chút xíu vậy đó. Hòa Thượng đi tới, đi lui, đi tới lui một cái sáng đó Hòa Thượng đi mấy chục lần. Cái Pháp Hòa mới hỏi, ủa Hòa Thượng, bạch Hòa Thượng làm gì đây? Nói, thầy sáng nào cũng phải đi bộ. Mà qua đây lạnh quá, tồi túng có chỗ đi, thì mình đi phía sau này. Thì thay vì mình đi rộng thì mình chỗ hẹp mình đi nhiều vòng cũng là đi. Thì quý vị đi như thế nào mà mình đừng có ngó trời ngó đất, đừng có ngó gì hết trơn á. À, hồi nãy Pháp Hòa ngồi và để ý có ai đi sao. Thật sự khi mình đi thiền hành á, là một là mình chắp tay, hai là mình xuôi xuống vậy, hoặc là mình thõng tay mình về. Mình đi như thế nào mà cái bước chân của mình á, mình biết rất rõ. Còn hễ khi nào mà tâm mình lơ là một cái, bước chân mình nó ngã liền. Hôm nào quý vị đi bằng chánh niệm đi, rồi trong khi đi như vậy rồi mình lỡ mình suy nghĩ cái gì, mình sẽ thấy cái điều mà nói. Khi mình đi mà bằng chánh ý chánh niệm mình là bước chân nó vững lắm. Còn thí dụ mình đang đi như vậy ha, cái mình suy nghĩ gì cái là mình chào liền. Không biết có ai thỉnh thoảng đi mà bị muốn té không? Không phải là mình không vững đâu, tâm mình không định đó. Thấy không? Thành ra mình đi và tâm mình định đó, là cái bước chân mình nó rõ. Đi từng bước vậy nè. A-di-đà-phật. Còn không thì khỏe, nhẹ. Còn thuộc cái bài hát Đã Về Đã Tới không? Đã về, đã tới. Bây giờ ở đây, 4 chữ thôi. Đã về, đã tới, bây giờ ở đây. Đi rất là thảnh thơi như vậy. Ở bên Thái Lan á, có nhiều khi người ta đi thiền hành mà người ta nói từng cái cử chỉ nghe, dở đạp bước, dở đạp bước, người ta nói rõ từng cái hành động. Mình không cần vậy, nó hơi máy móc một chút. Cứ thảnh thơi thoải mái đi, nhưng mà bước chân nào rõ bước chân đó. Niệm Phật là một cách, đếm bước chân là hai cách,
gọi tên bước chân là ba cách, hoặc là mình tạo những cái chữ, ví dụ như là đã về, đã tới, bây giờ ở đây. Đã về, đã tới rồi, không còn đi đâu hết. Đi thiền hành là gì? Là đi chánh niệm thảnh thơi từng bước chân mà không cần tới. Không đi đâu cũng không cần tới. Tại mình đi là đi thôi, đi thiền hành là đi thôi, không cần. Ví dụ quý vị, không biết chừng nào xong, đừng có lo. Ông thầy cũng hướng dẫn, ông lo chuyện đó. Mình là hành giả, mình cứ tận hưởng cái bước chân thôi, cần chi phải lo. Phật dạy trong kinh á, đi thiền hành á, có 5 cái lợi ích. Trong kinh Phật dạy 5 lợi ích của đi thiền hành á. 1 là mình có thể kham nhẫn được đường trường. Kham nhẫn được đường trường. Thí dụ như giờ mình đi xa, đi không nổi. Nhưng mà người nào thường đi bộ là có sức dẻo dai, đi bộ lâu được. Cho nên người mà đi bộ nhiều tốt là có sức được dẻo dai. Cho nên Phật gọi là đi được đường trường. Thứ hai là kham nhẫn được đường trường. Chẳng những đi dài, có nhiều người cũng đi mà đi trong đau khổ, đi trong mệt mỏi, đi trong buồn phiền. Còn này đi nổi được đường dài mà thảnh thơi, không có khổ đau, gọi là kham nhẫn được đường trường. Cái thứ ba, ít bệnh. Trong khoa học mà về y học đó, người ta nói là người đi bộ nhiều là tốt cho tim mạch, phải không? Người đi bộ nhiều rất tốt cho tim mạch. Cho nên ở đây nhiều khi người ta đi bộ không nổi, người ta mua cái treadmill, ta về người ta đạp một ngày, ta đi bộ trên cái máy đó nửa tiếng 45 phút thì ít bệnh. Cái thứ tư là gì? Tiêu hóa tốt. Cho nên ăn cơm chiều xong, ăn cơm trưa xong, mình không có chuyện gì làm hết, đừng ngồi. Thứ nhất, ngồi là ngủ. Còn hễ không muốn ngủ thì phải nói. Mà nói thì nó hao hơi, tổn khí. Mà muốn nói phải suy nghĩ thì tổn thần. Con người có hai thứ, một là thần, hai là khí. Mà ngồi chỗ mà vừa tổn thần, tổn khí mà cái bụng nó chà lè ra nữa thì uổng quá. Thật ra lên ăn cơm xong rồi mình đi bộ. Lên trên này nè, đi bộ vòng vòng chánh điện. Mình đi theo cái bước chân của mình. Thảnh thơi, khỏe, nhẹ. Đi từng bước, đi chừng 3 vòng, 5 vòng. Chút xíu sau là hết giờ. Người Mỹ, cái ngày tu của họ đó, họ quý lắm. 9 giờ họ lên rồi ngồi thiền, họ đi kinh hành, rồi họ ngồi thời thanh thời nữa. Là từ 9 giờ cho tới 10 giờ 15 họ mới xong cái thời gian của họ, hoặc là 10 rưỡi. Xuống ăn cơm xong, rửa dọn rồi là họ kéo nhau lên đi thiền hành, mạnh ai nấy đi. Đi xong rồi là họ có thiền buông thư. Còn nếu không là họ đi kiếm chỗ họ ngồi tịnh. Cho nên mình đi ăn cơm xong, cho nên trong kinh Di Đà nói không, phạn thực kinh hành, ăn cơm rồi đi kinh hành. Đó là đời sống ở cõi cực lạc. Đời sống ở cõi cực lạc sướng lắm, ăn rồi đi thiền hành. Thì bây giờ mình á, cái cách đi thiền hành là làm sao để cho mình, một là kham nhẫn được đường trường, hai là có sức dẻo đi được đường trường, ba là mình ít bệnh, bốn là tiêu hóa tốt, năm là gì? Định lâu. Định lâu là sao? Cái định tĩnh của mình nó lâu. Tại sao lâu? Là vì mình định trong cái động. Mình đi là mình động, nhưng mà động trong định. Thấy không? Trong cái thiền định mình vẫn động, nhưng mà cái động đó nó vẫn ý thức, nó vẫn có thiền định như thường. Cho nên là chúng tập đi thiền hành. Rảnh mình lên đây mình đi thiền hành. Không có chỗ, mình đi xung quanh chánh điện. Còn ví dụ như ở phía sau bận thì mình đi phía trước, đi vòng vòng phía trước, đi thảnh thơi. Có nhiều khi mình chỉ cần đi góc từ cái chuông tới góc này. Quý vị biết ngày xưa đó, Đức Phật khi mà thành đạo rồi đó, lúc mà Đức Phật thành đạo rồi đó, Đức Phật không có rời khỏi cây Bồ Đề liền đâu nha. Phật tử mình phải nhớ câu chuyện này. Sau khi Phật thành đạo rồi, Phật không có rời khỏi cây Bồ Đề trong vòng 49 ngày. Phật vẫn hành thiền thêm 49 ngày nữa.
mà mỗi một tuần lễ là một cách thiền. Có khi á, có một tuần Phật đứng yên chỗ Phật nhìn cái Bồ Đề, đứng chỗ thôi nhìn cái Bồ Đề. Rồi có một cái tuần khác Phật đi tới đi lui cũng một con đường đó thôi. Bây giờ con đường nó vẫn còn ở tại bên cạnh ta Bồ Đề Đạo Tràng đó, cái tháp chỗ Phật thành đạo đó, con đường đó người ta xây cao lên và người ta làm những cái tòa sen để tưởng niệm những bước chân của Phật đi trên cái khoảng có một khoảng đường đó thôi, không có đi vòng, đi tới đi lui mà đi đúng một tuần lễ. Rồi có một tuần Phật ngồi thiền trong cơn mưa bão, được một con rắn nó tới nó quấn Phật lại, nó quấn ngài lại xong nó đưa cái đầu nó ra nó che mưa cho ngài. Bây giờ cái chỗ đó vẫn tạc cái tượng Đức Phật ngồi thiền và được một cái con rắn nó quấn xung quanh Phật vậy nè. Bảy tuần lễ như vậy. Bây giờ ở Bồ Đề Đạo Tràng bảy điểm đó vẫn còn đó. Vì mỗi chỗ người ta đều ghi rất rõ, tuần thứ nhất sau khi thành đạo Phật đã ở chỗ này làm gì, tuần thứ hai Phật ở chỗ này làm gì, tuần thứ ba chỗ này làm gì. Và trong đó có một tuần lễ Đức Phật chỉ đi tới đi lui suốt một tuần như vậy. Sau đó độ cho hai ông cư sĩ đi buôn, đi ngang cái khu rừng đó và gặp Đức Phật và xin quy y với Phật. Mà lúc đó Phật chưa đi về vườn Lộc Uyển, Phật chưa về vườn Lộc Uyển cho nên Phật chưa có gặp năm ngày anh em của ngài Kiều Trần Như để thuyết pháp cho họ nghe, để độ cho họ thành đệ tử của mình, cho nên lúc đó chưa có tăng bảo, mới có nhị bảo thôi. Đức Phật là Phật bảo, lời dạy của Phật là pháp bảo, cho nên hai ông cư sĩ đó quy y ngay tại Bồ Đề Đạo Tràng nhị bảo. Cái chỗ đó bây giờ vẫn còn. Đi tới Bồ Đề Đạo Tràng đọc mấy cái bản đó, ta định, ta ghi lại hết. Rồi vì vậy cho nên á, hành thiền, thiền hành và thiền ngồi là hai cái phương pháp thiền rất là quan trọng. Mình đừng có phân biệt tu thiền, tu tịnh gì hết á. Dạ không. Người mà tu tập theo Phật giáo nhất định phải biết thiền tập. Ví dụ niệm Phật mà rõ ràng tiếng niệm, niệm không có bị tạp niệm thì cái đó cũng là thiền niệm Phật. Vì thiền nghĩa là có khả năng sống tỉnh thức trong từng giây từng phút, chứ không có phải là mình tu thiền ngược cho tịnh độ. Không phải, pháp nào cũng phải có thiền. Thí dụ mình trì chú câu án Mani Bát Di Hồng hay là án chiếc lệ chủ lệ chủng đề ta bà ha, mình trì cái câu đó mà không có ý chánh niệm, không có ý thức, không có gì hết, thì cái trì chú đó nó cũng không đủ power, nó không đủ năng lượng. Cho nên trì chú tâm phải chú tâm, tâm phải kiên định. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, khi mà mình cầm cái chén nước sái tịnh á, mình cầm cái cây nước mình rải đó, mình rải đâu có hết mọi người đâu, nhưng mà nước này nó không tới cái người đó, nhưng cái tâm mình rải tới chỗ đó. Cho nên khi mà Pháp Hòa mà làm lễ sái tịnh á, ví dụ mình rải như vậy, mình biết là cái giọt nước của mình làm sao nó phóng đi xa được, nhưng mà cái tâm từ của mình phải rải tới, thấy không? Tại vì cái nước đó là tượng trưng cho nước từ bi, nước tịnh thủy, nước trong sạch. Mình rải cho mọi người được hưởng cái ơn phước đó, cái nước đó, cái thứ nhận được từ lực của Tam Bảo, mình phóng cái tâm mình rải tâm mình về đó. Mình rải tâm về đó. Cho nên khi mình rải nước cũng phải rải trong thiền, chứ không phải là cầm rắc cho nó có. Phải không? Mình khi mình làm cái đó mình phải rải trong tâm. Cúng linh á cũng phải cúng trong thiền. Mình cúng mà cái tâm mình, định lực của mình nó phải có, lời lẽ của mình nó rõ ràng, chữ phát âm mình nó rõ, và mình đem cái lòng từ mình tới cho người mất, thậm chí tới cho người người còn sống. Làm chi vậy? Họ nghe họ tỉnh thức họ tu. Họ nghe họ tỉnh thức họ tu là thiền chứ gì đâu. Như vậy cúng cũng phải cúng trong thiền. Nấu ăn cũng phải nấu trong thiền. Lái xe phải lái xe trong thiền.
Mà họ thiền để không có liêm diêm. Không phải liêm diêm ngủ là hỏi đi làm gì vậy, tôi đang lái xe trong thiền nha. Thiền lái xe nghĩa là mình biết cây số chỗ nào. Thí dụ như chỗ đó người ta cho 30 cây số giờ là mình lái đúng thôi, hoặc là lái chậm hơn, tại vì khu vực đó là đa số là trường học. Những cái bảng người ta vẽ có một hai người đi bộ qua là mình biết cái bảng đó là của cái khu trường học. Mà mình mà lái xe ẩu trong khu trường học bị phạt nặng lắm, tại vì cái đó là sự an toàn của trẻ em mà. Chứ mà lái xe trong khu trường học là phải lái thật là kỹ lưỡng. Mình không biết đọc mấy cái sign đó, mình không có chánh niệm mình đang ở đâu. Thì vừa rồi đó có hai cái câu chuyện xảy ra. Là cái ông lái xe bus, ông lái xe bus á, theo cái luật á, là khi ông ngừng ở trường học, ông thả học sinh xuống rồi, là ông trước khi ông đóng cửa xe ông lái đi, ông phải đi lên cái xe ông kiểm một vòng coi có đứa nào nó còn sót trong đó không, rồi ông mới về bãi ông đậu. Hoặc là về bãi đậu rồi trước khi mà xuống xe khóa lại là phải kiểm. Thì ông xe bus ông đi xuống không, ông không có kiểm, trong đó còn sót một đứa. Mà quý vị biết là đến chiều má nó tới đón nó, không có học sinh. Rồi tá quả đi tìm, cuối cùng tìm ở ngay cái trạm xe bus. Đứa nhỏ bị nhốt ở trong xe từ sáng cho tới chiều. Mà nếu như lỡ mà mùa đông của mình như mấy bữa trước trừ 30 mấy là ông đó tiêu rồi. Thì cái ông tài xế đó lập tức bị đuổi việc liền. Mà sự việc này nó đã xảy ra một lần ở Winnipeg, một lần ở bên Mỹ. Mới đây nhất là xảy ra bên Mỹ. Đó, thì thành thử ra mình, cái người tài xế lái xe phải chánh niệm. Mình làm cái nghề tài xế chở học sinh đi, trên xe của mình biết bao nhiêu đứa, bao nhiêu mạng. Cho nên ví dụ mình lái xe mình chở mười mấy người là mình biết. Trong tay của mình là mình đang nắm mười mấy mạng người. Mình nói ví dụ vậy. Thì ở đây Pháp Hòa muốn nói cái chữ thiền á, nghĩa là khả năng sống tỉnh thức trong từng giây phút việc làm của mình. Ví dụ như mình mở cái lò ra lấy đồ ra nướng, không có chánh niệm, thọt tay vô kéo, kéo đâu có ra, phỏng tay liền. Còn chánh niệm dở cái oven ra, biết sắp mình lấy đồ trong này ra là đồ nóng, phải đi kiếm cái bao tay mang vào. Ví dụ vậy đó. Hay là bây giờ nè, mình đang mặc cái áo tràng, người ta cần mình làm một cái việc gì leo trèo, làm ơn cởi cái, ra cái áo này, leo lên đó hấp tấp lát vướng, không có lấy được cái đồ mình muốn, mà lỡ chân nó vướng áo té. Thí dụ vậy. Cho nên việc gì cũng phải thiền. Đi thiền, ngồi thiền, nằm thiền, nói thiền, ăn thiền, uống thiền, không có cái gì mà ngoài thiền hết. Cho nên đừng có lầm, Phật tử mình không có được lầm là thiền là riêng, tịnh là riêng, mật là riêng. Dạ thưa không. Tu thiền, tu mật, tu tịnh, bất cứ làm việc gì mà có sự tỉnh giác trong đó, thiền nó ôm hết. Thiền nó ôm hết. Cho nên mình đi thiền hành á, Pháp Hòa hướng dẫn thêm, mà Pháp Hòa nói năm cái lợi ích của đi thiền. Trong kinh Phật nói, một là kham nhẫn được đường trường, hai là đi được đường trường, ba là ít bệnh, bốn là thức ăn tiêu hóa tốt, năm là định lòng. Và cái cách mình đi là mình phối hợp bằng những phương pháp đó, phối hợp với hơi thở, hoặc câu niệm Phật, hoặc gọi bước chân. Có một thiền sư dạy mình có thể gọi tên người thân của mình. Ví dụ như bây giờ mẹ mình yếu già quá, đi không được, nhưng mà mình biết trong người mình có mẹ, mình đang có dòng máu của mẹ đây, thì mình đi như thế nào? Mẹ ơi, con đi cho mẹ đây, con đi cho ba đây. Tại vì trong người mình có ba, có mẹ. Có nhiều lúc Pháp Hòa đi thiền hành, Pháp Hòa đi cho ông ngoại, bà ngoại Pháp Hòa. Tại vì mình biết ông ngoại, bà ngoại mình mất hồi còn mình còn nhỏ lắm, ông ngoại bà ngoại mình chưa hưởng được cái gì hết trơn. Cho nên bây giờ mình có khả năng mình giúp thì ông bà ngoại mình không còn. Ông bà ngoại mình chưa bao giờ được nghe Phật Pháp, phải không? Chưa bao giờ được đi những bước đi thiền như vậy.
Cho nên những lúc, nhiều lúc tối qua đi thiền hành, có qua đi ông ngoại, bà ngoại, ông ngoại, bà ngoại. Thí dụ như á, mình đang giận một người thân, thì bây giờ cái giận này á, là cái nó đang ở trong người mình. Khi mình ngồi thiền, nghĩa là mình đem cái giận đó ra, mình quán chiếu vì sao mình với người đó giận nhau. Thì cái giận đó đó là cái đối tượng của tu thiền. Như vậy ngồi thiền được quyền nghĩ về cái người làm mình giận không? Được. Để mình hóa giải sau khi thiền ra rồi, thì mình biết rằng mình thấy được nguồn cơn giữa mình với người đó rồi, mình có cách mình giải quyết rồi. Thì trong khi ngồi thiền, người giận đó là đối tượng của mình. Cho nên thiền nó đừng có lầm là ô ngồi để cái đầu mình nó trống trơn, trống rỗng. Không phải vậy. Mình có bao giờ trống trơn, trống rỗng được. Lúc nào mình phải có một cái sự để mình suy nghĩ. Thì bây giờ cái việc gì nó giúp cho mình giải quyết trong khi đó là cái đề mục. Cho nên á, có một cái tông phái chuyên về tu thiền mà gọi là thiền thoại đầu. Thoại đầu là gì? Cái câu nói đó, đó nó luôn luôn nó là cái ở trong đầu tiên nhất ở trong cơ, trong cái sự suy nghĩ của mình. Ví dụ cái vị đó người ta ngồi, người ta lúc không bao giờ người ta rời khỏi câu hỏi này: trước khi sanh ra ta là ai? Đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng cái câu đó. Đến một ngày nào đó trong tâm tư họ vỡ ra, họ vỡ ra tất cả những cái question, những cái câu hỏi đó. Thì thay vì họ để cái đầu họ lung tung, giờ một câu thôi: trước khi sanh ra ta là ai? Thậm chí có người nói: chết rồi ta về đâu? Câu thôi. Thì cái câu đó nó dính như mình, thì hãy nó dính đó thì cái khác khỏi dính. Cũng giống như, xin lỗi ha, khi mà mình chưa có bồ á, gặp ai mình cũng muốn làm quen hết á. Nhưng mà hễ mình làm quen được người nào, mình yêu được người nào mà người đó yêu mình rồi, không có dám ngó nữa. giữ người bồ đó thôi. Thì cái câu đó đó lúc nào cũng ở trong đầu mình. Cho nên thiền á là một cái phương pháp tổng quát, nó ôm ấp tất cả các pháp môn. Pháp môn gì tu mà thiếu sự nhất tâm, sự chú ý, sự tĩnh lặng thì cái pháp đó nó không đủ power. Ngồi thiền, xin lỗi, trì chú ha. Người mà tu trì chú muốn cho cái thần lực mà nó mạnh, trì chú nhất tâm. Cho nên thường thường ta trì chú, tại sao ta trì thầm? Tại vì nó giúp cho mình định dễ lắm. Định dễ, ví dụ mình chấp tay: nam mô tam nam mô nam mô đề bồ tát nam mô đề bồ tát chư thầy chư thầy chư thầy ta ba chư thầy chư thầy chư thầy ta ba chư thầy chư thầy. Tức là trì như vậy đó, giúp cái nó không có tổn hơi nhiều, nó giúp cho ta định tĩnh. Chứ cái người trì chú, ta đâu có trì lớn đâu, ta đâu có trì chưa lớn đâu, mà người ta trì mà nó giúp cho người ta cô đạo. Nam mô Rang Ra Dạ Mô Rì Dạ Bồ Tát Nam 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 Mô Rì Dạ Bồ Tát. Còn mình A Di Đà Phật, Lâu Kiết Đế Tăng Bà Răng Đà Bà Mô Na Đa An Trì Ni Mang Đa Sanh Mê Tăng Bà Đà Đầu Dữ Bản A Di Đà Nang Bà Nang Nang Bao Giả Bà Nang Đầu Đức Điện Thang Nga Bà Lô Lô Ca Đê. Trang số 7 rồi đó. Mình cũng trì, nhưng mà mình trì chú, trì thiếp, trì anh, trì chị gì xung quanh mình. Cho người ta trì chú là khi mà người ta dùng cái câu thần chú nào làm cái nhật tụng của người ta, rồi là ta nhiếp tâm ta trì. Thí dụ ta trì Lăng Nghiêm Tâm Chú, một ngày một lần trì 108 lần, thì ta chấp tay: Nga Na Lợi Thế Sa Đề Bà Ra Sa Ra Đà Đề Bằng Đà Bằng Đà Đề Sa Ra Bằng Đà 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 Bằng. Ta trì như vậy, ta cố đạo tâm vậy. Còn mình trì mắt mở trao tráo, ngó quanh ngó quất, đem chè lên cúng cho. Rồi cái thành nữ ra mình bị phân tâm rất là nhiều, cho nên nó không có cái lực, nó không mạnh. Khi mình trì một cái bài chú là tâm mình, chờ khi mà mình, ví dụ mình tụng biến thực biến thủy đi, nhiếp tâm lại.
Nam mô Tăng Vạn Đa Nga La Vô Lô Di Đế An Đa Ma Ra Bà Ra Hồng. Nam mô Tăng Vạn Đa Nga La Vô Lô Di Đế. Tâm mình phải chú tâm. Hồi xưa có một hòa thượng á, ngài ngài được người ta thỉnh đi tới ngồi cái đàn mà hòa thượng nó nổi tiếng lắm. Ngài, ngài ngồi ngồi đàn mà chẩn tế là lực của ngài lớn lắm. Thì cái bữa đó đó ngài đi ra giữ cái ngài ngồi cái đàn đó mà ngài bỏ quên cái chìa khóa của chùa. Cái chìa khóa tủ sắt của chùa. Kiếm hoài kiếm không ra mà tới giờ đi rồi, ra xe đi. Lúc mà lên ngài ngồi á cũng xong cái đàn nhưng mà khuya lại. Khuya lại á thì ngài mới thấy á, ngài ngài ngủ ngài mới thấy á con nít ở đâu mà quá trời nó kéo tới nó nói hòa thượng ơi con đói quá. Con đói quá hòa thượng ơi con đói quá. Ngài tỉnh dậy ngài mới nhớ lại là cái ngày hôm qua ngài đi ngồi cái đàn cho cái chùa đó đó. Khi mà ngài mất cái sâu chìa khóa thì ngài tụng kinh ngài trì chú, cái tâm ngài không có định nữa mà ngài cứ suy nghĩ chìa khóa ở đâu? Chìa khóa ở đâu? Cô hồn nó ăn toàn chìa khóa không? Ăn sao được? Chứ nó đói là phải rồi. Cuối cùng ngài phải xuất tiền ra. Ngài đi mua thức ăn trở lại rồi ngài tập hợp, ngài mời đại chúng để mà ngài lên ngài làm cái đàn khác. Ngài cúng thí cho các loại cô hồn đó. Và ngài mới nói mai á là tôi cũng có chút tu tập á. Nếu mà tôi mà không có tu tập là cô hồn những cái loài đó họ đã quấy phá tôi rồi. Chứ đâu phải bình thường phải không? Cho nên khi mình tụng cúng thí thực á, mỗi người mình tâm phải nhiếp một chút. Tụng tới đâu quán tới đó, tụng tới đâu quán tới đó. Khai yết hầu chân ngôn thì mình tưởng tượng cổ của hồn mở ra. Quý vị có nhớ câu là nhất tự thủy luân chân ngôn không? Án non 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 non, án non 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 non. Một cái câu thần chú đó thôi, một cái giọt sữa thôi cũng biến ra bổ dưỡng cho các loài cô hồn. Nhất tự thủy luân, một giọt nước thôi. Nhũ hải chân ngôn, thức ăn mình cúng, nước uống mình cúng sẽ biến ra thành biển sữa cho cô, cho các loài đó họ được no đủ. Nhũ hải chân ngôn. Cho khi mình tụng cái bài kinh nào, bài chú nào mình phải nhiếp tâm. Khi mình tụng là tâm mình phải nhiếp lại. Hay là khi mình thỉnh cũng vậy. Sơ thỉnh tai thỉnh tam thỉnh hương đăng hoa triệu thỉnh. Tâm mình phải tưởng tới họ. Họ nương cái thần. Tại vì họ là họ nhờ cái năng lực tâm của mình thôi. Để họ có thể nghe được. Cho nên dù quý vị không cúng, nhưng mà thầy cúng quý vị phải quán theo. Phải quán theo. Dù như mình là gia chủ cúng, lúc mà thầy mời mình cũng phải mời theo. Thôi có thầy mời được rồi tôi khỏi mời. Cái người kia người ta nói theo theo lệ ngày đời nha. Trời ơi này mời dùm. Phải gia chủ mời tôi mới đi chứ. Đó. Mình là gia chủ. Cái người kia là thầy chỉ là người mời dùm thôi. Mình là gia chủ mình phải mời theo thầy. Thì sẵn dịp Pháp Hòa nói đi thiền hành thì Hòa chia sẻ thêm ha, để đại chúng biết là thiền hành có lợi ích lớn. Và mình rảnh nên đi thiền hành nhiều. Mình nên thiền hành nhiều. Đi ngoài trời kêu gọi là mình đi thiền hành ngoài trời. Mình đi thiền hành trong chánh điện. Thì mình đi trong chánh điện thì mình đi nó trang nghiêm. Còn ở ngoài thì mình đi bộ đó. Mình có thể đi thông thả, đi từ tốn. Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy, ngày mùng 6 tháng 1 năm 2018. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật Pháp hàng tuần. Và hôm nay cũng là ngày tu học. Đại chúng tối nay có khỏe không? Bây giờ mình tiếp tục học Kinh U Bà Tắc Giới với đề tài là Bồ Tát Tại Gia.
Và tối hôm nay là kỳ thứ 51. Chúng ta đang ở phẩm thứ 18, nói về 6 pháp Ba La Mật. Và quý vị nào có quyển kinh xin mở trang 236, 236. Hồi trưa đó mình đã nói xong hai độ rồi: bố thí, trì giới. Và xưa nay mình nghĩ bố thí là cho của cải, nhưng mà theo tinh thần của kinh này thì mình thấy là Phật dạy mình có rất nhiều cách bố thí, thấy không? Và mình nghĩ là trì giới có nghĩa là thọ năm giới rồi trì nhiêu đó thôi, mà thật sự ra có rất nhiều cách để chúng ta trì giới. Chẳng hạn như là lời nói dịu dàng, nói lời chân thật, hay là mình trong khi mình bố thí là mình không có gì đó, không có ăn cắp của người ta cũng là bố thí rồi. Đừng có cờ bạc là bố thí rồi, đừng rượu chè là bố thí rồi, vân vân. Bây giờ trang 236 đến đoạn thứ hai nè. Thiện nam tử, người thanh tịnh được các nghiệp thân khẩu ý rồi, giả sử chúng sanh đem điều ác gán cho, quyết không khởi niệm giận và quyết không dùng điều ác để trả lại. Ở ngoài đời thế gian này cái chuyện này nó bình thường. Người ta thương thì người ta gắn cho mình biết bao nhiêu những cái nhãn đẹp. Người ta không thương thì người ta cũng có thể gắn cho mình biết bao nhiêu những cái nhãn không đẹp. Bây giờ mình nghĩ trong đời này hễ ai mà xấu mình cái mình xấu lại thì chắc cả ngày mình bận rộn mấy cái chuyện này lắm. Tại vì thiếu gì người không ưa mình. Rồi không lẽ bây giờ mình cứ thủ hoài sao? Tôi coi con người nào xấu với tôi và tôi nghĩ cách nào tôi xấu lại họ, thì mình không có thời giờ làm chuyện khác. Để Phú Hòa kể cho quý vị nghe cái chuyện nhỏ thôi. Đây cách đây 2 ngày có một cô mới cho lên hỏi thầy: trong tuần rồi thầy có đi bơi không? Đi có tắm hơi không? Pháp Hòa mới nói: sao hỏi vậy? Nói có người nói thầy đi tắm hơi người ta thấy. Mà quý vị nghĩ Pháp Hòa tuần rồi làm gì? Đang trong khóa tu mùa đông. Mà thậm chí từ trước đến nay mình chưa hề bao giờ đi vào trong cái chỗ tắm hơi. Thì bây giờ thí dụ như bây giờ mình biết ai đâu đính chánh. Rồi không lẽ bây giờ cái chuyện mình không làm rồi mình cứ buồn: tại sao tôi không làm mà chi cho nó mắc công? Cái thời giờ đó mình làm cái chuyện khác, không có thời giờ nghĩ coi ai nghĩ nói mình vậy rồi mình đi đính chánh thế này thế kia, không cần. Cho nên á, hồi trưa Pháp Hòa có thưa đó, trong cuộc đời này nếu mà chúng ta đi bận rộn mà để coi người nào giận mình rồi mình giận lại, người nào đối với mình sao mình đối lại đó, không có giờ nào mình rảnh đâu. Vì cuộc sống của mình mỗi ngày có thể là do thân khẩu ý không thanh tịnh, không đủ chánh niệm, mình có thể gieo thù chuốc oán bằng vô tình, bằng cố ý nào mình đâu có biết được. Mà người thương kẻ ghét mình vô chừng lắm, làm sao mình biết được. Cho nên giả sử chúng sanh đem điều ác gán cho, quyết không khởi niệm giận và quyết không dùng điều ác để trả lại. Cuộc đời này á, mình làm cái gì cho người ta miễn phí 100% chưa chắc người ta nhớ ơn nữa, chứ đừng nói là mình làm mà có thù lao. Thí dụ như giờ mình bán cho người ta món hàng nào, người ta có quyền khen và quyền chê, vì mình bán cho người ta ăn mà, hay là mình bán cho người ta dùng mà, thì người thích thì người ta khen, người không thích thì người ta chê. Có một cái cô đó, cô uống một cái loại thuốc này nó rất là tốt. Cổ mới cầm cái hộp thuốc đó lên, cổ nhờ Pháp Hòa order giùm, bởi vì cổ không biết tiếng Anh. Thì Pháp Hòa mới lên mạng mình order, rồi xong cái Pháp Hòa mới nói người ta không có chịu gửi, mình phải mua 10 hộp. Thì tiền cước đồ lương hết là $1,200. Cô chịu không? Dạ được.
thầy cứ mua đi rồi con đem về rồi con chia cho người này người kia uống chứ con uống hết. Cái mua về cái cổ mới đem hai cái hũ thuốc cũ với mới cổ so. Cổ so cổ thấy cái bìa, cái hộp của cái cũ á nó đậm hơn cái hộp mới. Rồi cái chữ của cái hộp này nó không giống cái chữ hộp kia. Cổ không lấy. Cổ không lấy. Cái xong cái Pháp Hòa mới nói à thôi bây giờ để Pháp Hòa hỏi lại. Cái thì họ mới nói dạ không, cái lý do là bởi vì trước kia cái hãng thuốc này nó làm như vậy mà nó nhập qua Canada, Canada không có chịu. Canada nó phải thêm thắt cái này nữa thì Canada mới cho. Cổ cũng không chịu luôn. Nói cách nào cổ cũng không lấy. Xong cái rồi cái cổ nói thầy thầy, nhưng mà thôi bây giờ thầy giúp giùm con đi. Thầy gửi hai hộp về cho cháu con ở Việt Nam. Mà thầy kiếm người nào đem free để khỏi trả tiền. Vậy thôi, mình nghĩ đứa cháu nó đang bệnh mà nếu mình làm được thì mình cũng làm phước. Cái Pháp Hòa cũng phone tới phone lui kiếm người này người kia, cái ta nhận hai hũ thuốc rồi. Cái cô gửi xong cái biết cô nghĩ sao, cái cô lấy lại. Cô nói thôi thôi thầy lấy lại đi, rủi mà cái thuốc này nó không tốt á, uổng mà hơn nữa uống không có tác dụng gì, uống tiền. Thôi 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 lấy lại đi, thôi thầy gửi trả người ta hết thì con không lấy đâu. Làm sao mà trả được. Cuối cùng Pháp Hòa phải ôm 10 hộp thuốc đó. Cho nên Pháp Hòa mới thưa đại chúng á, chưa chắc. Mà Pháp Hòa đưa bill đàng hoàng nha. Pháp Hòa không ăn một đồng nào. Cái đây là Pháp Hòa order dùm, mà Pháp Hòa phải đi mượn tiền Phật tử bên Mỹ trả trước nữa. Tại tiền Mỹ mà. Mà ở đây mình mà nó không chịu cho mình gọi là gì, trả bằng cách nào, mà Pháp Hòa đâu có thẻ Mỹ đâu mà trả. Thì cuối cùng phải nhờ Phật tử bên Mỹ trả cái tiền đó, rồi thuốc mới có. Nói chung là rất là rắc rối. Nhưng mà chỉ có mấy hũ thuốc thôi, cổ lên đây chục lần có đó. Cổ đem hai cái viên ra, cổ so của nó này này, thầy thấy không đó, cái viên này nè, cái bột ở trong nó đậm hơn cái bột này. Rồi cổ nói thầy thấy không, bên này nè, cái chữ thí dụ như sodium đi, muối đi, nó có 100%, 1% mà cái này tới 100%, 1.5 lận. Rồi cổ đo từng chữ từng câu, từng chữ từng câu, cuối cùng nó thôi thôi cái này chắc đồ giả, thôi thầy trả hết đi. Cái thuốc đó trị bệnh phiền não. Thì Pháp Hòa thưa với đại chúng là trong cuộc đời, phải không, mình làm miễn phí không công mà chưa chắc người ta đã appreciate nữa, chứ đừng nói là cái chuyện mình làm mà người ta. Bây giờ Pháp Hòa nói một cái thí dụ khác. Thí dụ như bây giờ mình tổ chức đi hành hương. Trời ơi, đi hành hương là một lần đi tổ chức, mình đó là người đăng ký, mình đi mình sướng lắm, mình chỉ có biết đi thôi. Nhưng mà mình đâu có biết là trước khi một cái chuyến hành hương thực hiện được á, hàng trăm cú phone giữa mình với cái người làm việc. Mà đôi khi á, như vừa rồi cái chuyến đi Bhutan, đi Tích Lan rồi đó, là quý vị biết không, cách nhau 13 tiếng, băng kia băng ngày, băng này mình băng đêm. Mình phải thức khuya, mình canh bên kia ban ngày để mình nói phone. Rồi có một lần nọ họ nói là phải chuyển tiền gấp, họ mới tổ chức cái chuyến đi cho mình đi. Họ cần cái tiền, họ đi book khách sạn cho mình. Chứ họ đâu có dễ giàu gì, họ chi tiền cho mình mà, khi mà mình chưa đưa tiền. Chạy đi ra ngoài ngân hàng chuyển tiền cho họ, thì họ nói là không có cái địa chỉ của cái người nhận tiền, không gửi được. Trời ơi, 2 giờ sáng cũng phải dựng họ dậy để mà họ cho mình cái địa chỉ. Có ăn lợi đồng nào đâu. Mà đi là phải muốn ngủ khách sạn 5 sao nha. Đi xe bus phải loại luxury. Chứ không phải loại lắc lơ. Luxury chứ không phải loại lắc lơ. Rồi phải máy lạnh nha. Phải có cái thùng chứa đồ cho thoải mái nha. Thì bây giờ mình muốn tốt thì cái giá nó phải cao.
tôi nghi cái này có ăn uống gì trong này. Ông Hòa nói ví dụ vậy. Cho nên nếu mà cuộc đời này á, cứ mình cứ nghe người ta bình luận, bình phẩm mình rồi á, mình buồn, mình khổ thì thôi, không có ngày nào mình an lạc hết. Ngày nào không có chuyện để nói hết. Bây giờ quý vị không tin Pháp Hòa, quý vị click vô mấy cái clip mà quý thầy giảng đó. Có những thầy mà mình thấy giảng quá ok, thấy giảng hay mà giảng mạch lạc đâu có gì, vậy mà cũng có người dislike. Chứ đâu phải là thấy giảng hay mà người ta like đâu. Không, thầy mà Pháp Hòa coi nhiều cái bài giảng của những thầy giảng rất hay, vậy mà vẫn có những ngón tay vậy. Cho nên mình coi nhiêu đó mình mới thấy chuyện rất bình thường. Thí dụ như mình cũng vậy. Mình là người thích Phật Pháp thì mình nghe Phật Pháp. Người không thích nghe Phật Pháp thì người ta chẳng thích nghe. Và thậm chí người ta nghe nhưng mà trong cái bài giảng đó có thể trúng ngay những cái điểm của người ta, ta không ưa. Mình không biết được. Nhưng mà ý ở đây Phổ Hòa muốn nói là đừng có bận tâm. Vì cái bài, cái đoạn này là Đức Phật nói về nhẫn nhục, bố thí, trì giới rồi. Bây giờ đoạn thứ ba là về nhẫn nhục. Mà muốn nhẫn là gì? Nhẫn là mình phải chịu đựng. Nó có 5-6 cách nhẫn là. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa nói 3 pháp thôi. Một á, là sanh nhẫn. Hai là pháp nhẫn. Ba là vô sanh nhẫn. Sanh nhẫn là sao? Mình sống giữa con người mình với nhau đây nè, là phải nhẫn. Sanh nhẫn là cuộc sống với nhau, giữa con người với con người, ngày nào còn sống chung với một con người nào đó thì ngày đó phải nhẫn. Bây giờ Pháp Hòa nói ha, hai vợ chồng nha, sống mấy chục năm tạm gọi là hiểu nhau đi, rồi thỉnh thoảng có gây không? Mà nếu mà bây giờ muốn yên thì phải sao? Phải nhẫn. Đó, hai người thôi cũng phải nhẫn. Ba người chết lớn nữa. Đó. Rồi mà hãy thành bốn người là cái gì? Thành phe. Bốn người là nó sẽ kéo đảng. Đó. Thành thử 5 người, 6 người trở lên là thành nhóm. Cho nên chắc gì không có nhóm. Tu tu chứ nó cũng có bè, có nhóm chứ. Thành thử ra mình còn sống giữa con người với nhau là phải nhẫn, gọi là sanh nhẫn. Rồi, ngày nào còn sống trong đời còn phải gặp hoàn cảnh, đối tượng, cái đó gọi là pháp nhẫn. Pháp nhẫn là gì? Những cái pháp nó có thể sinh khởi trong cuộc sống của mình. Ví dụ bực bội lắm nghe, cái tuần rồi người ta tu thì lạnh, tuần này ta không tu gì hết trơn ấm. Rồi không lẽ bây giờ nguyên cái tuần lễ mình tu, tuần rồi người ta lên Tây Thiên, người ta tu, người ta đi lên đi xuống giữa Tây Thiên, giữa chánh điện với cái thiền đường, cái lưu phòng, một ngày đi ít nhất là 3 lần, một ngày ít nhất là 3 lần, sáng 6 giờ dậy qua chánh điện ngồi thiền tụng kinh, rồi ăn sáng xong rồi 9 giờ qua tụng thời kinh rồi về ăn trưa. Ăn trưa xong 2 giờ qua tụng thời kinh về ăn chiều. Rồi ăn chiều xong tối qua tụng thời kinh đi về. Ngày qua 4 lần. Trời ơi, mấy cái ngày đó qua sợ lắm. Sợ bệnh. Sợ người ta bệnh chứ không gì hết. Mà càng về chiều nó trừ 38 độ, trừ 40 độ. Mà đi từ ở cửa Tây Chánh Điện mà về là gió nó hất hất vô mặt. Cắt da cắt thịt. Bực bội không? Cái từng ta tu làm vậy đó. Tại vì sao biết không? Đã nói tu thì người ta cho mình nhẫn. Nhẫn hoàn cảnh, nhẫn thời tiết, gọi là pháp nhẫn. Trời ơi, bây giờ lỡ leo xe ngồi với nhau 12 tiếng nè, mà mới đi có 1 tiếng bắt đầu gây lộn rồi. Rồi bây giờ 11 tiếng ngồi trên xe sao đây ta? Thì bây giờ phải làm sao vui vẻ, kiếm cách nào để mà nó qua cái 11 giờ gọi là gì ngột ngạt đó đi. Cái đó gọi là pháp nhẫn.
Nhiều khi á, mình đi tới một cái khóa tu, ví dụ như bây giờ mình về Trúc Lâm mình tu một ngày nè, không có chỗ nằm, rồi thời khóa liên tục, phải pháp nhẫn. Tại vì bây giờ mình có cách nào hơn, chùa không có đủ chỗ, thì bây giờ mình phải chịu cực chịu khó thôi, mình vượt qua những cái chướng ngại đó. Hay là bây giờ mình vô đây mình tu, mà giờ chùa không có đủ phòng ốc thì mình ở chật một chút với nhau, chia sẻ phòng chỗ với nhau, thì cái đó gọi là pháp, pháp nhẫn. Nhẫn với con người nữa, nhiều khi mình đang ngủ ngon lành vô bật đèn đã dậy rồi sao nữa biết không, sột sạc ban ban ngày không lục, lựa ban đêm lục không. Trời cha ơi, cái bao ni lông ban ngày không sao, chứ ban đêm mà chỉ cần một cái rột thôi cũng nghe nữa. Cái đó gọi là sanh nhẫn, nhẫn với con người, nhẫn với hoàn cảnh là pháp, pháp nhẫn. Đến khi nào mình thấy ôi trời ơi thôi giờ tôi quen rồi, tôi quen rồi, cái cô đó, cái anh đó, cái chị đó, cái bác đó giờ đối với tôi bình thường, tôi không buồn, không giận, không ghét. Tôi bây giờ tôi học một câu Phật dạy, như thị, như thị. Như thị là gì? Rửa nè, rửa nè. Như ri nè. Như vậy đó, như vậy đó, không có, như thị, như thị. Hồi xưa mà các vị thầy mà mất đó, trước khi mà đem đi thiêu hay đi chôn á, thì phải thỉnh một hòa thượng lớn tuổi ra đứng ngay trước cái đầu quan tài khai thị cho người chết, khai thị cho cái vị tân viên tịch á. Ông lấy cái tích trượng vỗ vô cái, xin lỗi, cái cây phất trần á, ông phủi phủi vậy này, giống như bữa xưa ông phủi của Pháp Tịnh vậy. Bữa đó năn nỉ lắm mà, sư ông mới chịu á. Nói thôi thầy mắc cỡ lắm, bắt thầy phải. Con là nó không, đây là nghi lễ thầy làm đi. Thì nó thôi thôi thôi, nói thầy Quảng Điền phất đi. Con là nó thì thầy muốn thầy Quảng Điền cũng được, nhưng mà theo lễ đó là cái người lớn hơn hết là phải làm. Cái thầy mới cầm, thì mình cầm cái cây phất trần đó mình vỗ lên cái quan tài. Thì mình mới khai thị, mình kêu cái người mất đó. Thí dụ mình, thí dụ như sư cô Pháp Tịnh đi, tân viên tịch sa di ni bồ tát giới gì, mình nói xong cái mình nói hữu sanh hữu tử hữu luân hồi, mấy câu vậy đi, nghĩa là có sanh có tử có luân hồi, không sanh không tử luân hồi cũng không, vô sanh vô tử vô khứ lai không đến đi, vô sanh vô tử vô khứ lai không đến đi, sanh tử khứ lai đô thị mộng, cái chuyện sanh tử đến đi chỉ là mộng. Chỉ còn chỉ cần mình làm một việc là tóc phao trần thế thượng liên đài, vượt ngoài cái trần thế này là mình lên cái đài sen mình ở. Hay mình nói là mình đến đây bằng hai bàn tay trắng thì mình ra đi cũng hai bàn tay trắng. Mình nói mấy câu khai thị vậy, cái mình nói như thị, như thị, nghĩa là đời như vậy đó, đời như vậy đó. Linh có nghe không? Hỏi ma, hỏi ma, hỏi ma là hiểu không? Hiểu không? Hỏi ma, hỏi ma. Trân trọng, trân trọng. Trân trọng là gì? Là một cái sự tôn kính. Cái vị, một cái vị hòa thượng đó tịch thì thỉnh một vị hòa thượng khác lớn hơn đến phất trần tuyên pháp ngữ. Đó là nghi lễ trong Phật giáo. Cả vị hòa thượng cầm cái cây phất trần, trần là bụi, phất là phủi, cầm cái phất trần phủi 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 vậy, đi một vòng cũng được, khỏe thì đi ba vòng. Hòa thượng nào đi chân yếu đi vòng được rồi. Đi xong rồi lại cầm cái cây phất đứng tuyên pháp ngữ. Tuyên pháp ngữ tức là đây là cái câu pháp ngữ, cái câu ngắn gọn. Có vị hòa thượng nói tôi từng nghe giác tánh xưa nay vắng lặng, vốn không ngã nhân huyễn tướng, nào có sanh diệt giả danh. Nhân tối sơ một niệm sai lầm, theo vọng tưởng có nay sanh diệt. Tức là xưa nay không có sanh diệt gì hết á, mà tại vì mình không đắm đuối trầm luân cho nên mình mới trở lại đời này để mà có sự sanh diệt. Tuy nhiên diệt nào có diệt, đạt ma tôn giả quẩy dép về tay. Sanh mà không sanh, Thích Ca Thế Tôn song lâm nhập diệt. Nếu không một phen thấu triệt, khó khỏi nhiều kiếp nổi trôi.
Nên người trời còn có luân hồi, huống phàm thứ há không sanh tử. Khai thị tuyên pháp ngữ. Cái Đức Phật còn phải nhập diệt, Tổ Đạt Ma cũng phải quẩy dép về tay. Nhưng mà cái đó chỉ là thị hiện, là biểu tướng thôi. Mình bây giờ có nằm ngay đơ ra chết là chuyện bình thường. Vì cuộc đời này ai đến đây rồi cũng đi. Bây giờ ông khổ đau cái chuyện đi, đến đi làm gì? Ông đến đây là ông làm xong nhiệm vụ rồi thì ông đi. Đây nè, hồi trưa này đó, quý vị nào mà thấy cái đạo hữu mà ngồi phía sau niệm Phật đó, ngày xưa là một võ sư. Ngày xưa là một võ sư đó. Mới có mấy tháng nay bị Parkinson. Pháp Hòa mới quy y cho ổng tuần rồi đó. Bây giờ là rút người lại, không ăn uống gì được nữa hết, tay chân co quắp lại run rẩy. Một võ sư. Thì bây giờ mình thấy như vậy đó, mình phải niệm trong cuộc đời này, trong cái thiền nè, trong khi mình thấy cái đạo hữu đó, tư di tu thiền. Đó. Nó ngộ lắm, khi mà cơ thể mình bước qua cái tuổi bốn mấy năm mươi là bắt đầu mình thấy rõ nó chuyển biến. Hồi nhỏ làm gì có biết chuyện đau răng, nhức răng làm gì có chuyện đó. Làm gì có cái chuyện gọi là ăn, hồi xưa ăn tô, ăn thố không, giờ ăn chén ăn hoài không no, không đói. Ví dụ vậy, đến cái tuổi nó ngộ là nó là như vậy đó. Tự nhiên giờ mình đâu có muốn tóc nó bạc đâu, mà sao nó cứ dần dần nó bạc à. Mình đâu có muốn tóc rụng đâu, mình đâu có muốn da nhăn đâu. Cho nên mình biết là đời là như thị, như thị. Sanh nhẫn, pháp nhẫn, vô sanh nhẫn. Nghĩa là bây giờ tôi không còn khởi một cái tâm nào, tôi không còn phải sanh khởi một cái nhẫn nào nữa. Nhưng mà thật sự tôi nhẫn. Không còn sanh khởi một pháp nhẫn, không còn nữa. Tại vì hồi trước tôi phải suy nghĩ nhiều lắm. Tôi phải suy nghĩ nhiều lắm làm sao để tôi độ anh, tôi độ tôi mà giờ tôi hết rồi. Giống như ví dụ vậy nè, ngày hôm bữa thứ hai ngày trước, Pháp Hòa nói chuyện với một đạo hữu ở xa tới, ở chùa. Thì đạo hữu mới nói cho Hòa nghe là con muốn tâm sự với thầy trước khi con về. Thì ông ngồi mới tâm sự những cái chuyện trong cuộc sống. Pháp Hòa nói nhiều khi á, chú biết không, mình muốn lướt qua được cái đó, mình phải suy nghĩ cái khác. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Thí dụ như mình ghiền thuốc lá. Mình ghiền thuốc lá quá mà ngày hôm nay bác quan trai lúc mà hỏi cái giới thứ năm á, như chư Phật suốt đời không uống rượu hút thuốc. Các vị chỉ có một ngày một đêm không uống rượu hút thuốc giữ được không? Mô Phật giữ được. Ăn cơm xong thấy đứng trước ở này. Cái giới nào giữ cũng được hết á. Hồi xưa có nhiều người còn ghiền nữa, quý vị biết làm gì không? Vô trong washroom á, leo lên cái bồn cầu á, đứng đưa miệng lên hút vậy để cho cái khói thuốc nó hút lên cái máy hút hơi á, để người ta không ngửi được mùi thuốc. Trời ơi, làm sao mà che được mũi thánh. Cái mùi thuốc lá là mình có, dù cho mình đứng sát cái máy hút, nó hút khó ra nhưng mà cái mùi nó vẫn phản phất. Thì bây giờ mình muốn vượt qua được cái ghiền thuốc đó, trong thời gian mình chưa có vô sanh với nó, thì mình đừng có ngồi gần người hút thuốc. Mình đừng có để thuốc lá gần mình. Ngồi gần những người hút thuốc là mình bị sanh nhẫn. Mình gần gói thuốc là pháp. Bây giờ khi nào mình tuyệt hẳn không còn ghiền thì gần người hút thuốc và gần gói thuốc mình vô sanh. Tôi không còn sanh khởi gì với anh với cái pháp đó nữa. Nhưng mà lúc chưa thì chưa được. Cho nên mấy thầy trẻ cũng vậy, muốn vượt qua được những cái khó khăn đó, trong khi cái năng lượng của mình nó nhiều quá, đi lại Phật, đi hút tuyết, đi xúc tuyết, đi cắt cỏ, đi làm việc nặng để nó burn. Nó bên đi, tối về ngủ khỏe. Hồi xưa có một hòa thượng trong chùa, ông trúng đệ tử nam nhiều lắm.
con khiêng cái trống để góc này con. Hai ba ngày sau con khiêng góc trống, cái Phật tử đệ tử nó gom nhau, nó ông thầy mà không có vấn đề gì á. Có cái chùa mà có cái tủ kinh mà ông giờ biết ha. Nhưng mà đâu có ai biết cái thâm ý của sư phụ mình là muốn cho đệ tử nó có việc, nó làm cho nó đổ mồ hôi, nó mệt tối về nó ngủ, nó khỏi mộng mị, nó khỏi suy nghĩ. Cho nên mình á, chưa giỏi, thí dụ vậy, mình ghiền phim quá, mà giờ tới giờ tụng kinh rồi, đừng để phim nó gần mình. Mình phải xa nó đi, vô cái pháp nó đừng có gần. Trời ơi, ngồi tụng kinh mà kế cái giường. Rồi có bộ là tới giờ là mình ngáp, mình chịu không nổi là mình có lên giường mình ngủ thôi. Ví dụ vậy. Cho nên nhẫn có ba cách ha. Sanh nhẫn, pháp nhẫn, vô sanh nhẫn. Bây giờ Pháp Hòa nói vậy rồi đại chúng kiểm coi có phải trong cuộc đời của mình đã từng trải qua ba này chưa? Sống với con người, là giữa con người với nhau là phải nhẫn. Một người thì gọn ơi là gọn. Làm đâu dọn đó, làm đâu dọn đó. Còn một người thì ôi cha ơi, làm đâu bày đó, làm đâu. Nhiều đó thôi mình đủ chết rồi. Rồi bây giờ sao? Nói hoài sao? Thôi cứ im lặng làm trong vui vẻ, coi như công quả đi. Sống là mình phụng sự mà, không phụng sự chuyện này, phụng sự chuyện khác. Cho nên quyết không khởi niệm giận và quyết không dùng điều ác để trả lại. Nếu người đến sám hối tạ lỗi liền thọ và tha thứ. Thọ là nhận, nhận cái lời xin lỗi người ta và tha thứ cho người ta. Tại sao? Tại vì mình tha thứ cho người ta đó là mình cũng là món quà cho mình. Tại vì mình tha thứ được cho người ta rồi á, tự nhiên cái tâm mình nó nhẹ, nó không có còn giận người đó nữa. Đó, người ta có cái câu tha thứ thì thông thả đó. Mình mà tha thứ được cho người thì tâm mình thông thả. Có nhiều khi vậy nè, người ta tới thôi đừng có xin lỗi. Đối với tôi bây giờ anh hay chị gì thế không, không có còn ký lô, không còn nghĩa lý gì. Lời nói của mấy vị cũng còn nghĩa lý tôi, đừng có xin lỗi mất công. Thí dụ vậy đó, mình có nhiều khi mình giận quá mình cũng có thể phát ra những cái lời như vậy. Cho nên á, cái bổn phận của mình sống là cứ làm lỗi thì mình xin. Nhưng mà nếu như mình, người tàu đó, ai làm lỗi với mình mà người ta tới người ta xin lỗi mình rồi mình không nhận nữa đó là mình sai. Tại vì cuộc sống của mình là mình mong người ta nhận lỗi, mình muốn người ta biết sai, người ta sửa sai. Mà tại sao khi người ta tới người ta xin lỗi mình không nhận? Mình nhận đi, xong rồi mình nhân đó mình giải, mình nói cho người ta hiểu lý do là mình buồn, mình giận. Người đến sám hối tạ lỗi liền thọ và tha thứ ngay. Lúc thấy chúng sanh tâm thường vui mừng, lúc thấy chúng sanh tâm thường vui mừng, thấy người làm ác thời lòng thương xót. Đó. Thay vì nó thấy người làm ác mình ghét phải không? Không có ghét, chỉ thương xót cho họ. Cho nên ví dụ quý vị thấy không? Pháp Hòa thấy có nhiều người mẹ tội. Nhiều khi á, cái người đó họ làm sai với mình, mà mình chẳng những không buồn trách mà ngược lại mình sợ, sợ nó mai mốt mắc quả báo. Không muốn. Có nhiều người mẹ nói với hoài á, con nó hổn với con buồn dữ lắm, nhưng mà ngược lại con cũng lo là mai mốt con sợ nó mắc quả báo. Có cách nào mà để cho con đừng có bị cái đó, tại con sợ nó mắc quả báo, nó tội đó. Thấy không? Cho nên mình phải thấy là cái người mà thấy một cái người làm ác thời thương xót, cho nên thấy một cái người làm sai mình thương chứ không có ghét. Thấy cái chỗ đó tối tâm mà nó đi vào trong cái chỗ đó rồi, mình nói nó không nghe, mình nói nó không nghe, giờ nó biết làm sao. Cho nên quý vị nhớ không, có người từ sáng ra sáng, có người từ sáng đi vào tối, có người từ tối đi vào tối, và có người từ sáng đi vào tối, hoặc là ngược lại tối đi vào sáng. Có bốn dạng người. Có những người từ sáng ra sáng, hay từ sáng đi vào tối. Có người từ tối ra sáng, và thậm chí có người từ tối đi ra tối luôn. Từ tối đi vào tối.
Mình sống mấy chục năm trong chùa là mình thấy đủ hết bốn thành phần này. Có nhiều người đang sống một cuộc đời sáng vậy đó, giờ quyết định đi vào chỗ tối. Làm được gì? Khuyên can giải bài hết nhưng mà không nghe. Thì chừng đó mình phải gì? Củ giả hằng thuận chúng sanh. Chứ giờ làm nữa gì? Củ giả hằng thuận chúng sanh. Tuần rồi Pháp Hòa hằng thuận chúng sanh hết người rồi. Bây giờ cuối cùng là phải thập giả phổ giai hồi hướng. Nếu người đến sám hối tạ lỗi liền thọ và tha thứ ngay. Lúc thấy chúng sanh tâm thường vui mừng, thấy người làm ác thời lòng thương xót, khen ngợi kết quả nhẫn nhục. Cái đạo hữu đó ông nói là con ở đây 20 ngày và con rất là mừng là con đã bỏ được 20 ngày thuốc lá. Con hút 40 năm. Con hút 40 năm mà suốt 2 tuần lễ nay con ở chùa và con bỏ thuốc, con cũng mừng lắm. Pháp Hòa mới nói, chà, cái đó là một cái thành công lớn. Chú nói, mà con không biết sao. Và nói, ráng đi, chú nghĩ rằng chú bỏ được 20 ngày rồi, bây giờ không có dạy gì mình hút lại. Thấy không? Chú phải biết thương phổi của mình, thương gan mình. Mình đã hành hạ nó 40 năm rồi. Bây giờ Pháp Hòa nói vậy nè, bây giờ chú nghiệm nha, chú thiền nha. Cho dù từ đây cho tới ngày chú chết, chú không hút, chưa chắc chú đủ thời gian đền bù lại cho 40 năm hút nữa. Biết mình sống được 40 năm nữa không? Bây giờ 60 tuổi rồi. Nếu mà sống 40 năm nữa là 100 tuổi, chưa chắc gì chú sống mà chú bỏ thuốc mà đủ cái thời gian chú đền bù lại. Pháp Hòa nghĩ, Pháp Hòa nói tới như vậy đó. Đó là cái cách quán. Còn bây giờ Pháp Hòa thưa với đại chúng là cách nào Pháp Hòa quán để Pháp Hòa không có giận, không có buồn. Một ngày thôi. Thí dụ cái người đó ta làm mình giận phải không? Ta làm mình buồn. Nếu qua suy nghĩ vậy nè, mình với người kia biết sống hết ngày hôm nay không? Có một cô đó đó, người Mỹ, cô mới gọi cho Pháp Hòa. Cô nói, thầy, bây giờ thầy làm ơn thầy phone ông chồng tôi, thầy nói giùm tôi được không? Thầy nói với ổng là vợ chồng già rồi, đừng có bắt tôi mỗi lần gặp ổng là phải ôm ổng cái I love you, I love you. Tại vì cái ông chồng muốn vậy đó. Ông muốn là mỗi lần gặp ổng là phải hất ổng cái honey, I love you. Mà bà nói Pháp Hòa là vợ chồng già rồi, bà không muốn nói gì nữa. Pháp Hòa mới nói, bà muốn tôi bị chửi hả? Pháp Hòa nói, bà muốn tôi bị chửi hả? Trời đất ơi, tự nhiên tôi phone, chuyện này là chuyện tế nhị giữa vợ chồng với nhau. Tôi ở đâu ba xàm tôi phone tới được. Đó. Mình cứu chúng sanh mà phải tư duy tu, tu thiền. Làm anh hùng, đưa số phone đây. Phone cho ổng liền. Hey you, you know you. Chà, nguy hiểm quá. Cho nên mình phải tư duy tu. Pháp Hòa mới nói, bây giờ tôi chỉ bà khách quán nha. Thí dụ bây giờ bà từ chối, bà không ôm ông đi. Rồi chiều nay ổng bị stroke, ổng nằm đó, ổng không biết gì nữa hết. Bà nói, trời ơi, if I know this is the last day, I will do it. So honey, wake up, I love you. Thì nó muộn rồi. Pháp Hòa nói, tôi không có giỏi gì hết á. Nhưng mà cái tu của tôi là tôi sống một ngày thôi. Tôi lúc nào tôi cũng tâm niệm tôi có một ngày để sống thôi. Cho nên tôi làm gì mà để ngày đó tôi an lạc là tôi làm. Tôi làm gì mà ngày đó tôi giúp được cho ai là tôi làm, mà tôi không nghĩ là tôi tới cái tối tới ngày mai. Thì trong cái tuần lễ này Pháp Hòa nói với cái cô đó và với cái chú Phật tử đó. Chú nói, trời ơi, nhiều lúc thầy biết không chướng con mắt lắm mà phải nói. Pháp Hòa mới nói, thì đúng rồi, trong cuộc sống này không có gì mà mình không phải thấy hết đó. Nhưng mà nếu mà mình thấy và mình phải nói mà nó không có, có những cái mình khoan nói, không phải là không nói nha, khoan nói. Có những cái sẽ nói, và thậm chí có những cái không nói. Sẽ nói, khoan nói, khỏi nói.
Tôi thường suy nghĩ như vậy. Và tôi nghĩ rằng bây giờ nếu mà tôi giận cái người đó, thí dụ bây giờ tôi nói lại đi, rồi lỡ chiều cái người đó chết, cái tôi hối hận. Thì cái người thân của mình cũng vậy. Bây giờ ông đâu cần gì nữa đâu, ông chỉ cần bà ôm ông cái thôi. Mà nhiều người khi mà còn sống bây giờ làm chuyện đó. Ví dụ như không bao giờ nói được những lời ngọt ngào thương yêu, tới hồi nằm ngay rang chỗ nó vậy, thì mình bắt đầu mình giật người đó dậy. Dậy dậy dậy, ông dậy đi tôi nấu cho ông ăn. Đó. Quý vị biết Pháp Hòa đi cái đám tang á, hai ông bà, ông chồng muốn ăn bún, thì bà vợ đứng dậy đi lấy cái tô bóc bún. Bóc bún vô tô xay là ông gục chết rồi. Chưa kịp ăn tô bún nữa, đứng dậy lấy tô bún thôi, quay lại ông chồng gục chết. Cho nên cái mà Pháp Hòa thường suy nghĩ để mà Hòa sống là một ngày thôi. Cho nên everyday, mỗi ngày mình tuyên bố lên. Thay vì mình nói năm mới phải không? Năm mới nhiều quá, lâu quá. Sáng ngủ dậy, ngày mới. Mỗi ngày ngủ dậy là tôi có một ngày mới. Tiếng Mỹ gọi là New Day, New Me. Hôm nay ngày mới, tôi sẽ mới. Vậy đi. Lúc thấy chúng sanh tâm thường vui mừng, thấy người làm ác thời lòng thương xót, khen ngợi kết quả nhẫn nhục. Ai làm được, mỗi khi mình vượt qua được một cái, mình vui lắm. Thí dụ như á, cái người đó họ lấn lướt mình, thường ngày thường lệ là người đó tiêu với mình rồi, mà sau kỳ này á mình bình thản được, mình không có gì hết trơn á, mình bình yên được, khi quán chiếu lại mừng nha, phải vui mừng. Tôi thì tôi chưa tới vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhưng mà hễ tôi giác từng khúc và tôi mừng rồi. Cho nên mình chưa phải là toàn giác, nhưng mình là phần giác, giác từng phần. Lúc tu quở trách lòng giận dữ, nói quả báo của lòng giận dữ có nhiều khổ độc. Tại sao trong kinh nhân quả đó cứ nói mấy cái quả báo này quả báo kia, nhằm khuyến thiện thôi. Quý vị thấy cuộc đời á, mình nói lành cũng có, mình nói những kết quả lành, nhưng mình cũng phải nói có những kết quả nó hư cho người ta nghe. Mình không nói thì sao người ta biết? Ví dụ như là quý vị biết cái bông sầu đâu không? Sầu đâu của người Miên hay trộn gỏi ăn đó. Thì cái hoa sầu đâu nó có hai loại, một loại ăn được và một loại không ăn được. Cái loại mà mọc ở trong miền Tây á là ăn được. Cái loại mọc ngoài Trung ăn không được. Một màu tím và một màu trắng. Thì thí dụ cái người mà người ta nói cho người ta biết, rau sầu đâu là một loại rau có tính, có chất dược rất cao, ăn có thể làm cho mình giảm nhiệt trong người. Nhưng loại rau này có hai loại, loại ăn được và loại không ăn được. Loại ăn được, hoa nó màu gì, mọc ở đâu? Loại không ăn được, hoa nó màu gì, mọc ở đâu? Tức là mình nói cái kết tốt, mà cũng thỉnh thoảng cũng phải nói những cái quả. Cho hôm rồi lên Tây Thiên á, quý vị mà cho một cái ổ bánh mà không biết để ngoài sao không biết nữa, thì cái bánh nó móc đi. Thì cái vị cắt cũng không để ý, cho nên cắt ra phát người miếng xong rồi, thì lúc Pháp Hòa cầm miếng bánh lên bẻ ra ăn, kéo ra nhớ theo dây vậy đó. Cái Pháp Hòa mới nói với đại chúng, nói dạ đại chúng ơi, Pháp Hòa mới Google hồi nãy, Pháp Hòa trong Google nó nói là bánh chuối không ăn được chung với bánh da lợn, cho nên quý vị ăn bánh da lợn thôi, đừng ăn bánh chuối. Cái có một cô kia chạy, trời thầy ơi, thầy nói trễ quá, nãy con nuốt rồi, không biết tối nay có sao. Tối nay có sao thầy nhớ nha, tại da lợn với bánh chuối.
Cho nên ví dụ như người ta vẽ những cái bức tranh nhân quả, hay ta nói những cái nhân quả cho mình nghe, đó là mình nhớ. Tại vì người ta muốn nói cho mình biết có những cái quả xấu nếu mình vẫn tiếp tục mình làm, hay là mình cứ trong cái vô ý của mình làm. Lúc tu bố thí nhẫn nhục, trước nhất là kẻ oán thù. Ủa bây giờ mình nhẫn ai trước ha? Dĩ nhiên là nhẫn cái người mà chọc mình tức nhiều nhất đó. Thế lúc tu bố thí hay nhẫn nhục, trước nhất là kẻ oán thù. Người chánh quán, chân chánh quán, người ấy chỉ là năm ấm các duyên hòa hợp. Cái đoạn này nó hay dữ lắm. Mình muốn giải tỏa với cái người mà người ta xấu với mình á, thì mình phải càng bố thí cho họ và càng phải nhẫn họ. Tại sao? Tại vì chính cái sự lân mẫn mình đến với họ, mình trợ duyên, mình giúp cho họ, làm cho cái tâm họ dịu xuống. Từ từ họ ý thức, họ sống tốt, họ đối tốt với mình lại. Thí dụ ha, mình biết cái người đó ưa mình, nhưng mà lúc nào mình gặp họ, mình ăn gì mình cũng làm cho họ miếng. Họ mình đi ngang thấy họ đang ngồi sẵn rót ly nước, mời họ luôn. Họ là một con người mà mình đối tốt với họ lâu ngày họ cũng nghĩ lại chứ. Thí dụ bây giờ họ giận mình cành hông, nhưng mà có ngày nào nó thôi tôi không thèm giận bà này, coi vậy mà cũng được. Thì là mình hết thôi. Cái bà đó thấy ghét lắm, không có cho ăn gì hết á. Đi về không thèm chào, ăn không thèm kêu, coi như là không nói. Thì mình tăng trưởng cái hờn oán, cái giận của họ lên. Ngược lại mình đối ngược lại. Mà đối ngược lại là gì? Là cái cách giúp cho họ sống tốt. Cho nên mình có một đứa con ở trong nhà mà tánh tình nó kỳ cục á, đừng bao giờ đối ngược lại với nó. Nó la không? Mình nhỏ để nó có cái so sánh. Ủa tại sao mình cứ la mà mẹ mình vậy? Mà mình la nó lại thì nó không có cái so sánh. Và nó chỉ, mình chỉ tăng cái cường độ của nó lên. Đó là cái pháp mà Pháp giải. Một cái người mà họ càng giận mình, tại vì lúc họ giận á, họ không có thấy cái difference, cái khác. Nếu mình giận họ lại, mình hét họ lại, mình nói nhỏ lại để họ thấy hai cái nó khác. Đó là cái pháp đối trị. Cho nên tại sao bây giờ mình muốn nhẫn người đó, là mình trước hết mình cho cái người oán mà nhẫn người oán. Cái câu này Phật dạy hay lắm nè. Bây giờ chánh quán nè, tư duy tu này, tư duy tu đây, ngay chỗ này. Chân chánh quán nghĩa là hãy quán một cách rất chân thật rằng người ấy chỉ là năm ấm các duyên hòa hợp. Năm ấm là gì? Năm ấm là gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Bát Nhã Tâm Kinh tụng mỗi ngày đó. Bây giờ mình nghiệm lại coi, phải mỗi con người chúng ta chẳng qua chỉ là năm thứ này, nó kết hợp lại nó thành con người thôi. Nó do duyên mà hợp mà. Sắc là sắc thân, thọ là cảm thọ, feeling. Tưởng là sự tưởng tượng của mình. Hành là những cái tâm hành biến chuyển trong người mình. Và thức là sự nhận biết. Chẳng qua mình gọi một con người còn sống là tại năm ấm này nó còn hoạt động. Nếu ở trong kinh nói tiếp nha, năm ấm các duyên hòa hợp mà thành con người, tại sao ta lại giận? Ôi cái này là cái thân năm ấm. Kiếm cái giận đó, mình giận người đó không có đúng. Tại vì người đó chẳng qua là năm cái này nó kết hợp thôi. Thường thường á, hôm nào mà mình đi ngang cái bàn á, mình lỡ mình đụng cái bàn mà đau cái chân, mình quay là mình đá cái bàn cái bóp. Cái đó là cái cách sống của mình á. Cái bàn ta nằm đó hàng ngày, không đi, không đụng, không sao hết. Nhưng mà hôm nào mà đi mà sơ ý, mà quay là lỡ chân mà đụng cái bàn nó đau á, là mình đâu có chịu yên vậy đâu. Mình quay lại mình làm cái đau thứ hai, là mình đá cái bàn cái bóp. Cái bàn nằm vô duyên. Nhưng mà xin thưa, ai là cái người set up cái bàn đó? Ai là người set up cái bàn đó?
Rồi bây giờ nếu mình dẫn cái bàn đó cũng đúng nữa. Cái bàn này chẳng qua là do đinh, do gỗ, do mọi thứ nó kết hợp, cho nên tôi dẫn cái bàn. Không có cái thật tướng của cái bàn đâu để dẫn. Tôi dẫn anh Năm, thật ra anh Năm không có cái tướng anh Năm. Anh Năm chẳng qua là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, rồi thêm cái tên gắn lên ảnh cái mày kêu anh Năm. Chứ không có anh Năm đâu để giận, có anh Sáu, anh Bảy, anh Tám gì đâu giận. Cho nên tất cả mọi người ngồi đây đều là do năm ấm hợp thành hết. Ngay cả cái mình thương, ôi tôi thương cái anh đó lắm, anh rất là dễ thương thế này thế kia. Nhưng mà nếu mà phân tích cho kỹ coi, chẳng qua là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, gắn thêm cái má lúng đồng tiền vô cái sắc đó rồi thế này thế kia là bình thường. Chứ còn thử mà tách ra hết, trời thôi nhìn thấy ớn. Thành thử thương với ghét mình nói cho nó có nói trên hiện, trên cái hiện tượng nói vậy thôi. Chứ còn phân tích cho kỹ cho sâu thì chẳng có cái gì để thương mà cũng chẳng có gì để ghét. Giống như bây giờ mình nói tôi đi chùa, hỏi chùa nằm đâu, chùa 97. Nhưng mà thật thể cái chùa này là do cái gì hợp thành? Do gì? Gỗ, do tất cả mọi vật chất nó thành thì kêu cái chùa thôi. Rồi bây giờ ví dụ như bây giờ nè, quý vị nào nhớ cái nhà thờ của mình không? Cái nhà thờ ở Riverdale không? Hai mấy năm trước mình dùng cái chùa đó trước khi mình cất cái trúc lâm này nè. Sau khi mình cất cái này mình bán cái nhà thờ đó cho Phật giáo Hàn Quốc. Rồi quý vị cái bảng, cái biết cái bảng trước cửa chùa mình á, cái bảng để tu viện trúc lâm á, ông Hàn Quốc ông mua về cái ông ụp một cái tấm dán chồng lên nữa, cái ông để Oosa Temple. Ở phía trong đó là chữ tu viện trúc lâm bằng tiếng Việt. Ở trước này bây giờ chồng một cái lớp lên, viết tiếng Hàn Quốc lên là thành chùa Hàn Quốc. Không, rồi cái tượng Phật ta ngồi nghiêm vậy, kêu Phật Việt Nam vẽ hai cọng râu vô, kêu Phật Hàn Quốc. Phật Hàn Quốc. Rồi mắt của Phật đang hai mí về cánh, bôi hết mí còn có mí, kêu Phật Hàn Quốc. Vừa rồi đây là cái nhà thờ đó bán rồi, cái chùa Hàn Quốc bán rồi. Nghe nói bán cho Diệu Thanh ở dưới Khao Ri. Khi mà nghe tin cái chùa bán thì quay lái xe xuống và coi, thì chỉ trong thời gian ngắn thôi, nguyên cái mảnh đất ngày xưa là hai thế hệ chùa, ba thế hệ một cái nhà thờ, hai lần chùa, bây giờ nó thành một cái nhà bốn căn. Thấy không? Đó. Thành thử mình nói chùa, hỏng chùa, nhà thờ, rồi chùa, rồi ôi cha, nó biến đổi. Trời ơi, tôi thấy cái anh đó anh tốt lắm mà. Nhưng mà cái anh đó anh cũng có thể là du côn du đảng. Mà cái anh du côn du đảng bây giờ cũng có thể là ông thầy tu. Cái duyên nó hòa hợp đó. Bây giờ thử coi ai chịu một lát. Ê, cho chụp cái hình rồi đẹp quá. Không có chụp đâu. Gắn bông lên, gắn bông vàng, bông đỏ treo lên. Ôi cha, đứng dành nhau chụp. Nhưng bây giờ để coi chụp không? Đấy. Hiểu ý không? Thì cái gì mình tô nó lên cái nó đẹp, rồi mình lấy nó xuống nó xấu. Hiện bây giờ nói cây này là cái gì? Kêu cây khô. À, nhưng mà tháng sau là cây đào. Nhưng mà thiệt sự nó có thiệt đào không? Trời, nó cái cây gì á? Kiếm cái cây gì miệng gắn lên là kêu cây đào, mà nó thật sự đâu phải đào. Kêu là cây mai mà thật sự không phải mai. Rồi mình mua một cái, quý vị biết ở bên Vancouver hồi xưa có một cái ho, là cái tiền thân chùa Chân Quang bây giờ đó. Hồi Pháp Hòa tới đó đó, ở trên là tụng kinh, ở dưới là disco. Tại vì lúc mua cái ho đó mình không có khả năng trả tiền hàng tháng, thì thầy trụ trì mới cho người ta mướn, cho một cái ban nhạc nó vô nó mướn để nó nhảy đầm mỗi tối.
Rồi có hai cái cửa, cửa vô ho để nhảy đầm, cửa lên chánh điện. 8 giờ ở trên này mình gõ mõ, thiên thủ thiên nhãn là ở dưới nó nhảy râm râm râm. Mõ trên mõ dưới chỏi nhau. Đi ngang, anh nào mà đi ngang mà ảnh chuyên môn vô đó nhảy đầm nó ô disco ho. Còn anh nào đi ngang thường lên tụng kinh chùa cũng cái ho đó mà hai tên. Đó. Cho nên Pháp Hòa thưa với đại chúng là Phật dạy mình cái cách quán sao để mình không hờn. Thôi giờ nói không thì hơi khó ha. Giảm. Giảm đi. Còn không là nếu lỡ giận người đó vài giờ đồng hồ cao tay lặng ngày rồi bỏ đi. Ôi, này giả, này giả. Hai cái giả gặp nhau. Mình cũng giả mà, người kia cũng giả mà, có gì đâu. Năm ấm các duyên hòa hợp mà thành người, tại sao lại giận? Quán lòng giận dỗi chính là nhân duyên thọ khổ trong nhiều đời, trong nhiều ác đạo của đời sau đó. Bây giờ muốn giải không thì hãy quán cái sự giận hờn của mình chính là cái nhân duyên để mình thọ khổ trong nhiều ác đạo của đời sau. Tại sao cũng là một con người mà sanh ra người thì xấu xí, người thì đẹp đẽ, nhân quá. Đời này ha, ai làm gì cũng chê nha. Đời sau mình xấu quá. Tại vì lúc mà quý vị có thấy tướng chê chưa? Không có người nào chê cái tướng nhìn đẹp hết á. Chê là mặt miệng phải chê ra chứ không có người nào. Đó, mà chê mà chê lén người ta đó, người ta đang đứng, người ta cúi cúi, người ta làm mà ở sau lưng mà đứng chê. Trời, cái đó mà có máy chụp hình chụp lại đó. Tiêu diện đại sĩ. Không có ai mà chê người khác mà nhìn tướng đẹp hết, mà cũng không có ai giận mà cái nhìn cái tướng nó đẹp hết. Cho nên mà mình cứ sống với cái đó. Cái này là nó rất là khoa học, không có cái gì là gọi là gì dị đoan mê tín. Người sống với vui vẻ, thường sống vui vẻ là nhìn hân hoan vui vẻ. Người thường sống với giận dữ là lúc nào nhìn họ cũng giận dữ. Bây giờ cái người nào mà người ta bị một cái khổ đau nó trầm cảm trong người, quý vị nhìn ta cười sao nổi. Chính bản thân không có gì mà gọi là mê tín, cái này là một sự thật. Mình sống là do tập nghiệp thôi. Sống đời sống hàng ngày của mình là do tập nghiệp. Hàng ngày mình sống bằng cái gì thì lâu ngày nó thành cái đó. Hồi nhỏ trong chùa có một chú tiểu ở Việt Nam. Chú tiểu này chú con cái tật, chú đứng đâu chú làm vậy nè. Ông thầy ông chỉ, ông sửa không được chú. Bây giờ ông nghĩ ra cái cách là hãy chú này mà đứng cái kiểu vậy, ông kêu con gái là ông chỉ cho chú mắc cỡ bỏ cái tật đó. Cho nên thưa đại chúng là nghiệp là gì? Nghiệp là do hằng ngày mình sống với cái gì đó. Vậy thôi. Cho nên người mà mỗi ngày giận thì nó hiện lên cái giận. Thí dụ bây giờ mình có cái tánh hay chê phải không? Bây giờ mình tập lại nè. Vừa khởi là ê là tôi nói này nghe cái nhớ trực lại cái bài cái gì vậy? Dạ không có, tôi hỏi chị khỏe không? Tức là hồi nãy mình nói cái chuyện đó đó. Nhưng mà nhớ trực lại rồi. Nhớ trực lại cái tánh lỡ bộ kêu người ta tới định chỉ cái chê rồi. Nhớ trực nó dạ không có gì, để hỏi chị khỏe không vậy thôi. Chuyển, tu là chuyển. Mà hãy cái nghiệp đó vừa khởi lên thôi, sửa liền. Chỉ cần mình mỗi ngày mình sống được như vậy thôi. Cho nên thưa đại chúng, Đức Phật có 32 tướng tốt không phải là tự nhiên. Tại ông là Phật ông được đâu. Đức Phật đã nhiều đời kiếp tu tập từng cái cơ, từng cái bộ phận trong cơ thể Ngài. Đối với chúng sanh, Ngài tập luôn luôn nhìn họ bằng cặp mắt thương yêu. Cho nên Phật, mắt Phật như là hoa sen. Thí dụ vậy, cái lời nói Phật không bao giờ Phật thiêu dệt, không bao giờ Phật đâm thọc. Cho nên xin lỗi, cái nước bọt cũng thơm. Còn mình giận lời nói mình nó khác, buồn phiền lời nói mình nó khác. Rồi tai của Phật á, dài
ngón tay đều đặn. Còn mình lúc mình giận lên là ngón tay mình nó khác. Có nhiều người nói trời ơi thầy biết bữa nào con giận quá, con cầm điện thoại rung rớt luôn. Nghĩa là mình quá sức của mình rồi đó. Cho nên á, không có cái gì là mê tín. Mà cái nhân quả là một cái gì nó rất là hiện thực trong cuộc sống. Hễ mình sống thường với cái gì thì nó sẽ là như vậy. Cho mình thấy một cái đứa nhỏ thôi, nó sống gần ai nó lây cái nghiệp đó. Mẹ mà không biết ăn sầu riêng đó, mà nhà đó không ai thèm ăn sầu riêng đó. Tại vì có một nhân, một thành viên trong nhà đó, hoặc là cha hoặc là mẹ không thích món đó, thì tự nhiên trong nhà nó không có món đó. Nhưng mà ngược lại, mình thích cái đó thì trong nhà con cái nó biết ăn, nó biết làm. Nhất là lây cái tính tình đó. Quán lòng giận dỗi chính là nhân duyên thọ khổ trong nhiều ác đạo của đời sau. Nếu tâm khởi sân thì sanh lòng hổ thẹn, khiếp sợ ăn năn. Lỡ mình khởi tâm sân thì hổ thẹn, sợ hãi ăn năn. Thấy người nhẫn nhục hơn mình không ganh ghét. Thiện nam tử, người có tướng như thế có thể thực hành nhẫn nhục ba la mật. Cái phẩm này thưa đại chúng, và xin nhắc lại nha, cái đoạn này là cái hình tướng của người nhẫn nhục. Hồi hai hồi trưa là hình tướng của bố thí, hình tướng của trì giới, còn ở đây là hình tướng của nhẫn nhục. Không phải là mình im lặng rồi mình làm gì đó, rất nhiều những cái tướng để nhẫn nhục. Ví dụ như giờ mình không tuyên bố mình nhẫn nhục, nhưng mà thấy người đó làm sai, làm quấy, mình khởi tâm thương xót họ là nhẫn nhục. Mà cái đoạn này Phật dạy nó rất là đơn giản, mà mình phải tập mình mới thấy được cái mầu nhiệm của nó. Phải quán tất cả, giống như Pháp Hòa nói vậy nè. Có nhiều vị tại sao người ta dễ ăn? Tại vì người ta nghĩ rất là đơn giản, có ăn là quý rồi, có ăn là mừng rồi. Ta nghĩ vậy đó, cho nên người ta ăn rất là dễ dàng và không có gì khó khăn. Còn mình là trời ơi, ăn phải thế này thế kia, thì tự nhiên cái bữa ăn đó nó làm cho mình khó chịu, mà người xung quanh mình cũng khó chịu. Dạ hết giờ. Thôi mình dừng đây đi, chứ nói nữa cái nó lố giờ. Vậy là mình học được ba cái tướng rồi ha. Ba cái hành tướng bố thí, trì giới, nhẫn nhục. Ở trong Bát Nhã Tâm Kinh đó, gọi là ngũ uẩn. Chữ uẩn là chứa. Nhưng mà cái chứa này á, nếu mà nó có khả năng nó làm khổ mình, nó làm cho mình dính mắc, thì nó gọi là ấm. Hai chữ đó đó. Quý vị cứ nhớ hai chữ. Có khi gọi là ngũ uẩn, có khi gọi là ngũ ấm. Hỏi tại sao ngũ ấm? Vì mền dày. Có đủ sưởi. Khi cơ thể mình do sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm cái này nó phối hợp lại. Nói một cách khác là giữa tâm, giữa vật chất và tâm lý hợp lại để thành một con người, gọi là ngũ uẩn. Và khi chúng ta sống, chúng ta bị năm cái này nó chi phối mình, mình khổ sở với nó, thì gọi là ngũ ấm. Cũng giống như cái cây bồ đề này nè, rất là tinh vi, rất là đẹp. Thấy nó đẹp, thích nó, biết vậy đó. Thì cái cây bồ đề nó là cảnh, nó là sắc cảnh. Nhưng khi mình bị dính mắc với nó, một ngày nào đó ai vô khiêng cây này mất, trời ơi, mình đi ra đi vô, mình nói ngày nói đêm, mà mình không phải là người ăn cắp, mà cứ bị ông trụ trì, ông cứ nhà mình, ông nói hoài.
Thì ông thầy trụ trì mới đầu ông thấy cái này là cảnh, nhưng cái cảnh này bây giờ nó làm cho ông khổ rồi, mất nó ông khổ quá đi, thì cái cảnh này bây giờ thành trần, gọi là cảnh sắc trần. Hồi nãy chỉ thấy nó là biết nó vậy, gọi là sắc cảnh, nhưng khi nó chi phối nó làm mình khổ thì gọi là sắc trần. Quý vị hiểu và nói ha. Hương cũng vậy, cái mùi thơm đó mình ngửi biết vậy thôi, gọi là hương cảnh. Nhưng khi mà cái hương đó nó làm cho mình ghiền, không có nó mình chịu nổi, thì gọi là gì? Hương trần. Vị cũng vậy, mình ăn cái vị đó hôm nay vậy, ngày mai mình ăn cũng món đó mà vị khác, cứ bữa nào là biết vị đó, mỗi vị nó ngon riêng, vậy được rồi, gọi là hương cảnh. Không, tôi muốn hương kia, tôi muốn cái vị đó, tôi muốn cái vị đó, có chịu nổi, vị trần. Cho nên mình thấy một cái người đó đẹp, biết đẹp, không dính mắt, gọi là sắc cảnh thôi. Nhưng mà hãy dính người nào đó rồi, không có người đó mình nhớ nhung, mình buồn. Không nghe tiếng người đó mình cảm thấy nhớ nhung. Cái đó gọi là gì? Sắc trần. Đó. Chờ ở đây cũng vậy, chữ ấm với chữ uẩn là vậy đó. Uẩn là sự chứa nhóm, mà hãy nó chi phối mình rồi là gọi là ấm. Thôi mình dừng ở đây. Tuần sau mình học tiếp. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ